Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 18 giờ 15 phút ngày 14 tháng 7 năm 2023. Nghĩ mãi mới ra. Thế theo yêu cầu của một số thượng đế, có một số thượng đế yêu cầu mình trong quá trình sửa chữa thì quay lại để cho mọi người tham khảo cái biện pháp làm của lão nông. Đây là chiếc đài J và K có model BC-147. J và K BC-147. Cái mặt nó quay ra kia rồi, bây giờ không. Bây giờ chả có nghĩa là quay lại để cho mọi người xem, nhưng mà nhìn thế này là biết rồi nhá. Nhìn thế này tại vì cái dây nó ngắn lắm, dây ngắn lắm. Để rút cả cái này ra, ok. Đấy, dây ngắn lắm đây. Không phải lại là không lại tưởng là không không phải đài J và K BC47. Đây này. Đấy, J và K BC47 này. Đấy, thôi để thế này thôi nhá. Nó gì lắm. Nó ngắn dây lắm. Thì sửa cái bộ cơ này thì xin thưa với lại các thượng đế 63 tỉnh thành. Cái biện pháp sửa của nông dân như mình nó khác với những người khác, những cao nhân khác ấy. Người ta có những cái biện pháp mà khi người ta chia sẻ ra thì chỉ có ngả mũ nghiêng mình thôi. Thế còn những cái biện pháp mà làm của nông dân như mình thì mình chia sẻ là các thượng đế là cứ cười anh khạch ấy, nha. Vì là cái kiểu làm đúng là kiểu làm của anh nông dân, nó không giống ai cả. Bộ cơ này thì ai cũng biết rồi, đây là cái bánh trung gian. Bánh trung gian. Đấy. Còn cái thằng cu này thì đương nhiên là nó cuộn băng vào nhá. Thằng cu này thì nó nhả băng ra. Đấy, có khi nó tua thì nó lại cuộn vào. Đấy. Bánh tì thì ai cũng thay được rồi. Ở đây có con ốc vít này. Ở đây có con ốc vít con bé bé này. Đấy, ở dưới này nó có cái lò xo. Ở cái chân của cái bánh tì này nó có một cái rãnh này, tháo luôn cái con tháo luôn cái này ra chân nó sẽ nhá, tháo luôn cái bánh tì ra nhá. Đợi lấy cái tô vít. Đấy. Thế nhưng mà tháo ốc vít ra thì lại phải để vào đây. Lại phải để gọn vào đây, không là nó rơi ra là hỏng hết bánh kẹo đấy. Đây. Tháo ốc vít đi ra. Đấy. Đây này. Đây có cái rãnh này. Đấy, có cái tai này, đấy, cái tai có cái rãnh này thì nó ăn vào cái lò xo này, ăn vào cái lò xo này. Nhá, ăn vào lò xo này. Thế thay cái bánh tì này thì ai chả thay được. Ai chả thay được. Nhá. Đấy, thế nhưng mà lưu ý khi bánh tì thay vào thì nó phải trơn. Đây. Để trơn được tít. Đấy. Chứ còn là nó mà dít là không được đâu, nó mà dít mà không được đâu. Mà bánh tì thì phải bánh tì phải thay đúng kích cỡ của nó. Đấy. Thế là một cái nhá, thay bánh tì. Tháo ra lắp vào thì đơn giản rồi. Thế đầu tư thì thôi, đầu tư thì ai chả biết. Đài mono thì nó có hai chân thôi. Thế đầu tư đài Sitel thì nó bốn chân, thế nhưng mà thực tế ra nó chỉ có hai chân, còn hai chân nối chung vào là mát. Đây này. Hai chân thì nó mát này. Đây, hai chân tín hiệu LR này nhá. Đấy. Cái đài này còn đầu tư như kiểu đầu tư zin. Đây. Bên đây nữa này. Nghi lắm nha, nghi lắm, đầu tư zin. Đầu tư zin mà còn đẹp lắm đây này. Sờ vào nó cứ nhẵn lì đi. Này. Sờ vào nó nhẵn lắm, nó không có rãnh. Sờ vào nó không có rãnh. Ê, sướng đời chứ. Đấy, hai bộ cơ giống hệt nhau nhá. Đấy, thì cái bộ cơ này chủ yếu ấy là nó hỏng cái bánh xe này. Cái bánh bên trên này này. Và cái bánh này này. Cái bánh này thì nó lại hỏng ở cái phần răng ở bé bé này này. Đây cụ thể như cái đài này ở cái bộ cơ này nó đang hỏng này, nó kêu cứ tạch 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 đây. Đấy, chủ yếu là cái bánh này và hai nữa là cái bánh này. Thì cái bánh này cái phần răng to nó không hỏng mà nó hỏng cái phần răng bé này này. Đấy nhá, cái răng hàm thì còn tốt, thế nhưng mà cái răng cửa gặm nhiều thì nó lại mòn mất. Đấy, đây này, tháo cái này ra, tháo cái này ra để thay cái bánh này thì lưu ý. Đây này, đây là mặt dưới của nó đây. Đây nó con ốc vít này. Con ốc vít này. Đấy, vặn ra mà nhìn lưu ý ở đây nó có cái lò xo nhá. Đây có lò xo bé bé. Đấy lò xo bé bé.
Cái này thì độ dơ này hơi dơ quá, bên đây cũng vậy chẳng này. Độ dơ này là dơ quá này, độ dơ này là không được đây. Đấy, độ dơ này là không được, dơ quá thế nên là nó đang không không được này. Và điều đặc biệt ý là cái bộ cơ này đây này, cái bánh đà này không biết làm sao nó chạy ra chạy vào nhau này. Đây. Đây. Đấy. Thì cái bánh đà này nó có cái độ dơ nhiều như vậy là lý do ở đằng trước này nó có cái phanh. Này có cái phanh nó trôi rồi. Thì cái phanh này là không phải phanh của cái đài này nên nó trôi rồi. Tháo ra. Đấy đây này. Nó không còn đây, nó ấn sát vào rồi nhá. Đây. Đấy, ấn sát vào đây này, trong này nó có cái rãnh này. Đấy, trong này có rãnh nên một cái phanh này nó không còn tác dụng nữa. Nhưng ở bên đây này, ở bên đây nó còn có tác dụng này. Đây. Là cái bánh đà nó không trôi ra được. Thì ở những cái chiếc đài hàng xuất thì người ta làm thế. Thế còn những chiếc đài nội địa thì đại đa số là người ta lại không có không làm cái phanh ở cái đằng trước này, không làm cái rãnh ở cái đằng trước này, cái phanh nhá. Người ta lại đỡ ở đằng sau, người ta đỡ ở đằng sau thì khỏi phải lo nó tuột ra, nó trôi ra, đỡ ở đằng sau này. Thế nên mới bỏ những chiếc đài nội địa người ta sản xuất ra để người ta phân phối sang bên nội và bên ngoại nó khác với những chiếc đài mà người ta sản xuất ra người ta bán nhá. Đấy. Thì đương nhiên rồi, cái này phải xử lý chứ còn để như thế này thì làm sao mà được. Để như này thì nó ăn băng là cái chắc chắn, còn chưa nói chuyện là tiếng nghe rất chi là khó chịu nha. Bên đây thì được này. À. Đấy, độ dơ này, này. Độ dơ này cũng sợ cũng hơi nhiều. Độ dơ tại vì ở dưới nhá, ở bên trong nó còn có cái con long đen nữa đấy. Đấy chứ không phải đơn giản đâu. Đấy, tháo ra là có con long đen bé bé nữa chứ độ dơ này cũng là hơi nhiều. Tại vì cái bánh đấy này, cái bánh đà này khi mà motor nó quay mà mọi người mà nhìn mà thấy nó đảo như răng lạc ấy là không được. Nó đảo như răng lạc là khi nó ra cái tiếng nó rung tiếng lắm. Đấy, làm sao mà nó rung như kiểu cái vành xe đạp hay vành xe máy, nó phải tròn nhá. Không có độ oval, không đảo nhá. Đấy, thế còn đương nhiên cái này thì không chóp nón rồi, chứ còn ở vành cân vành xe đạp với cân vành xe máy lại còn phải lưu ý cái kỹ thuật, tức là oval. Một là oval, hai là chóp nón. Còn đảo thì cái đấy thì dễ rồi. Thế nhưng mà có cái khó ở cái cân vành xe máy với lại cân vành xe đạp là oval và chóp nón. Nếu như lĩnh hội được hai cái đấy thì cân vành là tuyệt vời nhá. Tháo luôn ra để cho mọi người xem nhé. Tháo này thì ai chả tháo được. Đây này, dùng cái tua vít này. Đây. Lưu ý nha, lưu ý. Chỗ này phải hết sức bình tĩnh. Giờ một con ốc này ra là hỏng hết bánh kẹo đây này. Con ốc này ở giữa nó có cái gì này, nó có cái sắt này. Ở giữa nó có cái gọi là cái lõi nha, cái lõi để nó tì, nó như giống như kiểu cái bạc ấy, đây này. Có một đầu rèn thôi. Đấy, thế xong là vặn nó đến cái kích cỡ đây là không vặn được nữa. Bỏ đây. Đấy, bỏ đây. Tháo này ra lưu ý cái lò xo này, lò xo. Đây. Đấy, bây giờ thay thay cái bánh xe này, thay cái bánh xe này lên nó mòn cái răng bên trên này. Mòn răng bên trên chứ răng dưới không mòn. Đấy. Tháo cái bánh xe này ra thay cái bánh xe khác. Thế nhưng mà cũng lưu ý làm sao mà khi lắp bánh xe là nó phải trơn. Nó phải trơn chứ nếu mà nó dít là không được đâu nhá. Nó phải trơn chuột đấy. Đấy, nó mà dít là không được đâu. Bỏ vào đây. Đấy, thay xong cái bánh này nhá, lắp bánh dây cu loa. Lắp dây cu loa thì cái này thì phải tháo cái này ra này. Tháo cái này ra thì mới lấy được cái này ra. Chứ còn lùa là nó bị hỏng cái dây cu loa đấy. Dây cu loa thì đương nhiên rồi, bộ cơ hai cửa mà lại chung một motor thì ta phải căn cứ vào cái chỗ này để là xem nó ăn vào cái rãnh bên trong hay rãnh bên ngoài của cái đầu buli ăn vào motor. Ví dụ như cái chiếc đài này là bộ cơ đài của đài JVC Commodore BC-W47. Ở đây nhà sản xuất người ta có làm cái này này, cái như kiểu cái mút này. Đấy, sờ vào sướng lắm đây này, sờ vào răm ráp tay sướng lắm, sờ vào như kiểu sờ vào cái gì đây này. Nên nó có cái gì, không biết dùng cái từ gì để miêu tả đây. Đấy, tức là để cho cái đây này, để cho cái dây, để cho cái dây cura nó cọ vào đây này. Ủa sướng lắm này. Đấy, cứ cọ đi cọ lại này này. Thì như thế này là ta biết là cái dây cura ở mé bộ cơ bên đây là lắp ở bên trong đầu buli. Đầu buli thì được bắt vào motor. Đấy, đây này. Nhá. Chứ cái dây cura này mà lắp bên ngoài là nó bị lệch, nó không thẳng hàng.
nó không thẳng hàng so với lại buli và bánh đà thì đương nhiên là tiếng nó không ra gì rồi. Thế còn nó chạy thì nó vẫn chạy, nó tuột nó cũng chả tuột được, nhưng tiếng nó không ra gì. Thì ở những chiếc đài khác cũng vậy thôi, thì ta căn cứ vào như thế là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai ấy, là anh Trần Văn Ngắm đây này, đấy, đôi khi anh trộm nhìn em mà xem dung nhan đó nó bây giờ ra sao. Thế nhưng cái này thì không thể trộm nhìn được, cái này phải ngắm nhá, phải dọi. Tất nhiên là không phải mang cái quả dọi ra làm gì mà phải dọi như thế cho nó vất vả ra nhá. Nhưng nói đây là lại có khi là ra ngoài kia chỗ người ta bán đồ xây mua cái quả dọi về để dọi và thế thì nó gì quá, nó phiền phức quá. Người ta có thể ngắm cái dây này nó thẳng hàng nhá, nó thẳng hàng là ok. Đấy là thay cái dây Kuroa. Thay cái bánh tì thì ở dưới này, ở dưới này nó có cái lò xo nhá, ở dưới có một chân, một bên là nó không có lò xo, một bên là có lò xo để ta chỉnh đấy, là lưu ý không nó tuột vào cái lò xo. Thế còn thay cái bánh này thì thay cái bánh này thì cũng là cả một quá trình. Quá trình gì ạ? Phải hết sức bình tĩnh. Nếu như thay cái này mà nóng vội ấy là nó bị cong ở cái dưới này. Này. Cái dưới nó chỉ là cái lá tôn này, nó chỉ là cái lá tôn. Sau nó một cái chân lên để cái bánh thì cái bánh xe này nó ăn vào. Nếu mà thay cái này mà nóng vội là nó bị cong. Mà nó bị cong thì khi lắp vào là nó không chuẩn. Đấy, nhá, lưu ý. Thay cái này này, lưu ý. Bánh này cũng vậy này. Những bánh này nó cứ phải trơn lần chuột này nhá. Để tự do nó phải trơn như này. Còn cái thằng cu này là tua. Đây là cái thằng cu con này này. Thằng cu con này nếu mà bây giờ vứt cái bánh này đi là nó không tua được. Nó không tua được cái chiều này. Nhá, đây cái thằng cu con này. Tức là vứt cái thằng cu này đi nó vẫn play bình thường. Chẳng là sao cả. Nhưng mỗi tua không tua được. Bên đây cũng vậy này. Bên đây cũng vậy này. Đây này, cái bánh này là bánh tua này. Đấy, vứt đi cũng được nhá. Nhưng mỗi tội không tua được thôi. Đấy. Bây giờ hết rồi. Dây Kuroa rồi, bánh tì rồi, đầu từ rồi. Thế hết rồi. Hết thì cũng chưa hết được để mà chia sẻ cái bộ cơ. Hôm qua có một cái video là chia sẻ với lại các thượng đế về cái cách thay cái dây Kuroa. Thay dây Kuroa thì ai cũng thay được. Đúng không ạ? Chẳng có ai là không thay được. Thế nhưng mà làm thế nào để thay để cho tiếng nó chuẩn, tiếng nghe nó không rung. Nghe nó sướng cái lỗ tai chứ lại mở cái đài lên này chỉ muốn rút điện đi. Đúng không ạ? Đấy, thế thì thay cái dây Kuroa này ta dựa vào cái ta mặc quần chun. Mà quần chun thì nếu mà mặc quần mà chật quá nhá thì nó lại khó chịu. Thế mà mặc quần mà lại lỏng quá thì các thượng đế biết rồi. Nó xảy ra cái hiện tượng là nếu như mà không lấy tay mà giữ là anh Trần Văn tụt. Nó tụt xuống nếu mà lỏng mặc quần chun mà. Nó lỏng thế thì vừa phải là đẹp. Thế thì thay cái dây Kuroa này cũng vậy thôi. Nó vừa phải thôi, không căng mà cũng không trùng quá. Đấy, thế nếu căng quá thì mình mặc quần chun mình biết rồi, mặc căng quá rất chi là khó chịu. Thế thì đài cũng vậy, mình đưa cái dây Kuroa căng quá vào nó đưa ra cái âm thanh rất chi là khó chịu. Thế mà trùng quá thì nó tuột mà cái quần chun quá lỏng quá là nó tuột xuống thì cũng khi mình thì mình không thích. Thế nhưng mà có khi nôm na ngắn gọn lại là dây Kuroa này là cần phải cân nhá, làm sao cho nó vừa phải thôi. Đấy, chứ còn nếu mà căng quá tiếng cũng không được. Cân cái bộ cơ, cân cái dây Kuroa này, những cái chiếc đài nào mà mình cân mà nghe nó ưng cái bụng rồi mình đều phải ghi vào sổ hết. Nên ví dụ như chiếc đài này bây giờ mình không cần phải cân nữa, không cần phải ngồi mà cân với chỉnh cái gì cả, mang cái quyển sách ra xem cái cửa A là dây bao nhiêu, cửa B dây bao nhiêu, thế là cứ lấy cái dây lắp vào là xong rồi. Chứ còn nếu mà không như những chiếc đài mà mình chưa làm đó, là phải ngồi cân xong là nghe thử chứ không phải đơn giản. Tại vì để một chiếc đài radio cassette mà đặc biệt là phần cassette tiếng nó chuẩn mất rất chi là nhiều công sức. Thế còn radio mà trong veo thì cũng mất rất nhiều công sức nhá. Thôi thế xin phép dừng video ở đây để triển khai thôi. Đấy, trời thương nhá, giờ dừng video mới đổ mưa. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật, các thượng đế vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Thế nhưng mà lưu ý mình chỉ tư vấn ở cái thể là đài đang Trần Văn Tịt thì tư vấn cho nó rên rỉ lên, chứ mình không tư vấn ở cái thể là cái đài nó đang nói mày làm cho nó tịt đi thì mình không tư vấn nhá. Mình có cái hạn chế như vậy, mong các thượng đế thông cảm cho. Chào thân ái. Xie xie.